Xin chào, còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mình là Tài Lộc, mình đang là học sinh lớp 12 ở trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Và hôm nay mình quay video này để thuộc chuỗi series Sĩ tử 12 sơ kinh đấu sử để chia sẻ về những cái kiến thức thú vị mà tụi mình gom nhặt được trong quá trình ôn thi. Thì đến với video ngày hôm nay, mình đem đến cho mọi người một cái điểm ngữ pháp mà mình học được trong lớp tiếng Anh thị trường. Đó là một dạng của mình đề câu if. Mình có ví dụ ở đây, mọi người có thể điền thử nhé. If I didn't have a test today, I with my friends yesterday. Mọi người có 5 giây để điền. 5, 4, 3, 2, 1. Và đáp án của chúng ta là would have hung out. Để mình giải thích một chút, thông thường khi mà chúng ta thấy cái dạng mệnh đề này thì mình sẽ có xu hướng là mình chọn would cộng với verb pair. Nhưng mà ở đây chúng ta có hai cái dấu hiệu để mình có thể biết là nó thuộc dạng khác. Đó là today là để diễn tả một cái điều mà không có thật ở hiện tại. Và phía sau là có yesterday là một cái điều mà không có thật ở quá khứ. Nên là khi mà chúng ta nói một cái điều if không có thật ở hiện tại, mình sẽ dùng V2 tức là quá khứ đơn. Và phía sau là mình sẽ dùng would have với 3 ED. Đây là một cái điểm ngữ pháp khá là mới mà mình học được, nên là mình muốn lưu trữ ở đây để mọi người cũng có thể biết được đến cái điều đó, để có thể dùng nó trong cái quá trình mà mình ôn thi 12. Và chúc mọi người học tốt và hẹn gặp mọi người vào những video lần sau. Bye bye.